Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong khuôn khổ video này thì bên em vừa về một chiếc Toyota Veloz phiên bản tiêu chuẩn 648 triệu thì em để giao ngay. Em xin phép là giờ làm video giới thiệu với anh chị, nếu anh chị nào có nhu cầu tham khảo về dòng xe Veloz và phân tích cho anh chị là phiên bản này nó có gì hay ho và nên chọn phiên bản nào ở thời điểm cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 2022 này. Thì chiếc Veloz này là đang có xe giao ngay giá 648 triệu tại Toyota Bắc Ninh. Thì em sẽ đi một vòng nhé. Xe Toyota Veloz thì có hai phiên bản đều được nhập khẩu từ Indonesia với giá lần lượt là tiêu chuẩn trước mắt chúng ta đây là 648 triệu cho phiên bản màu thường. Còn bản cao cấp sẽ là 688 triệu phiên bản màu thường và hai phiên bản chia nhau 40 triệu. Thì về ngoại hình thì cơ bản đi qua nó sẽ là giống nhau thôi. Nhưng mà em sẽ soi cho anh chị các chi tiết và so sánh làm sao mà anh chị nên chọn phiên bản nào. Đây, từ phần đầu xe. Phần đầu xe thứ nhất là logo này, ở phía dưới logo này nó cũng ô trống đây anh chị thấy không ạ? Nó là cái hệ thống camera 60 ở cam trước trong hệ thống camera 60. Khi mà bản cao nó sẽ có và bản tiêu chuẩn này sẽ không có. Đèn thì giống nhau rồi, đèn cũng là đèn full LED. Còn đèn halogen thì là đèn đèn gầm sẽ đèn halogen, hai bản giống nhau. Còn một chi tiết thứ hai là ở trên cái chỗ có tờ giấy trắng đấy thì ở phiên bản cao nó sẽ là có hai camera kép, nó sẽ phụ trách trong cái hệ thống là Toyota City Sense là cảnh báo tiếng va chạm này, hỗ trợ giữ làn đường. Ở như các dòng xe có Toyota City Sense xịn hơn thì nó sẽ nằm một cái radar ở đây, nhưng phiên bản này nó sẽ không có, nó sẽ dùng hai cái camera ở trên này thì nó phụ trách cái phiên bản đấy. Thì phiên bản đấy ở bản cao mới có thôi. Nó là cái Toyota City Sense phiên bản không có hỗ trợ phanh, không có hỗ trợ giữ làn, nó chỉ là cảnh báo thôi. Nên là nó cũng không xịn bằng Toyota City Sense của Cross, của Altis hay là của Camry. Thì phiên bản này nó thua cái bản cao ở cái đấy. Còn ngoài ra thì ở trên gương nó sẽ khác là camera 60, ở đây không có camera 60 và đèn chào mừng. Đấy, cơ bản là hai cái chức năng này thôi. Và trong xe nó sẽ khác thêm một chút nữa, về đuôi xe sẽ giống nhau. Đây vào nội thất. Nội thất cơ bản hai xe sẽ giống nhau và nó sẽ khác nhau ở thứ nhất là ở cái màn hình trung tâm này. Là màn hình này chỉ có 7 inch thôi, còn phiên bản kia là màn hình sẽ đến 9 inch. Đều có Apple CarPlay nhưng phiên bản này cái màn hình nó không được to và đẹp bằng phiên bản đấy. Hai xe thì đều có là điều hòa tự động này, đều có màn hình trung tâm to. Đều có điều khiển chế độ lái này, đều có gương tự động. Đều có phanh tay điện tử và auto hold, đều có sạc dây không dây, sạc pin không dây. Thì hai phiên bản chênh nhau 40 triệu. Nó khác nhau những gì em xin phép tổng hợp lại. Thứ nhất là khác về cam 360 này, thứ hai là giữ làn đường, cảnh báo lệch làn này. Em xin lỗi nhé, sẽ không có giữ làn đâu. Nó sẽ có là cảnh báo lệch làn và cảnh báo tiền va chạm. Đấy là hai cái chức năng đấy. Còn 40 triệu và từ tiếp theo cái cuối cùng là cái màn hình. Thì với 40 triệu anh chị có nghĩ là nó có xứng đáng để lên hay không? Nhưng còn một cái là phiên bản E này nó sẽ có xe sớm hơn so với phiên bản G. Đây là nội thất của xe. Thì anh chị cân đối, nếu mà thấy thực sự là phiên bản G mình cái nhu cầu nhiều, đó là những cái chức năng để hỗ trợ mình lái xe, thì nếu mà anh chị tự tin vào những cái khả năng lái xe của mình rồi thì thực sự là cái bản E này nó có sớm hơn và nó cũng đáng tiền. Đây là ngày thứ ba một có thể gặp phẳng như thế này. Vâng, vừa rồi là em đã giới thiệu cho anh chị về cái xe Toyota Veloz phiên bản tiêu chuẩn giao ngay màu đen và phân tích cho anh chị ưu và nhược điểm của phiên bản. Thì anh chị cần em tư vấn thêm về vấn đề gì về của xe Toyota có thể liên hệ cho em qua số hotline ở trên màn hình. Xin chào quý anh chị và hẹn gặp lại video tiếp theo.